Công an thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa bắt giữ Phạm Xuân Triệu, 20 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, đối tượng đến một tiệm vàng ở phường 7 đóng giả khách hỏi mua một chiếc vòng làm quà tặng sinh nhật bạn gái. Sau khi chủ tiệm đưa hàng cho xem, Triệu bất ngờ bỏ chạy. Vào cuộc truy xét, chỉ sau 12 tiếng đồng hồ gây án, lực lượng chức năng xác định và bắt giữ nghi phạm khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn. Còn đây là hình ảnh được ghi lại vào lúc 15 giờ chiều nay trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trước đó, cảnh sát giao thông nhận được tin báo về việc một ô tô 7 chỗ có liên quan đến vụ trộm xe máy tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đang lưu thông từ miền Tây đi thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn vi phạm. Khi thấy phương tiện, cảnh sát yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Công an truy đuổi đến ngã tư Đồng Tâm, đoạn qua huyện Châu Thành, đồng thời sử dụng container loại lớn chặn dừng trước đèn đỏ, yêu cầu xe máy và người dân rời khỏi khu vực này. Tài xế ô tô 7 chỗ định lách qua khe hẹp để bỏ trốn nhưng bất thành. Kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện một khẩu súng, gậy sắt. Người này khai nhận mình tên Võ Hồng Phong, ngụ huyện Dòng Triền của tỉnh Kiên Giang, thuê ô tô tự lái chở đồng bọn từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây trộm xe máy. Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Trâm, 28 tuổi, nhân viên văn thư, thủ quỹ, trường trung học phổ thông Trần Cao Vân và Nguyễn Xuân Tình, 30 tuổi, để điều tra về hành vi tham ô. Theo thông tin ban đầu, chiều 25 tháng 5, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo về việc phòng văn thư của trường bị trộm hơn 450 triệu đồng. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định đây là hiện trường giả, đồng thời phát hiện Trâm là nhân viên thủ quỹ của trường có nhiều biểu hiện nghi vấn. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, nghi phạm thừa nhận việc chơi chứng khoán bị thua lỗ, nên từ đầu tháng 4 đến nay chiếm đoạt tiền của trường, rồi cùng người yêu là Nguyễn Xuân Tình tạo hiện trường giả, báo rằng bị trộm.